Bọn em đã đến nơi các bác. Ui dồi, nhà đẹp quá. Nhà rất đẹp. Chào con. Đi đâu về đấy? PSC 112K. Vâng vâng. Anh cứ đi. Em thong thả thôi mà, có gì đâu. Nặng quá. Đây loa 112K. PSM 112K for Acoustics. Đến đây là súp QED PR115S. Thử luôn hết không được. Đây là có súp quốc dân rồi. Nào, ok. Hãng nó tặng riêng cho anh ấy. Anh xem nó là cái gì. Xem có con nào đúng á. Hãng QED tặng riêng cho anh em để tối về còn bánh lô. Đúng rồi. Đấy. Đời, con đấy lại làm dưới đất. Cái đất. À, tiếp tới là con để hao PD804. Con này là 4 kênh 800W. Thì ở đây là 2 kênh thì bên em sẽ để đánh một đôi loa và 2 kênh còn lại sẽ để đánh con súp. Dây nguồn chắc chắn. Sau khi anh em cắt xong cái là có lỗ vuông luôn rồi. Đây bọn em sẽ là có quản lý nguồn. Dạ, em xin. Đây là hai thanh gỗ này. Ok, bây giờ bên em sẽ kết nối dây. Đầu tiên sẽ đi dây nguồn trước, sau đó sẽ đi dây tín hiệu. Ok, bên em đã lắp đặt xong, và bên em sẽ thử test nhạc. Và bên em sẽ bắt đầu làm tiếng mic. 5, 6, 7, 1, 1, 2. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Vì khi mình cho lên nữa là sẽ gây rú rít, nghe tiếng mic nó sẽ vỡ và nghe nó không còn hay nữa. Thì mặc định khởi động lên nó sẽ là 29, nhưng mà hát đẹp tiếng nhất thì nó rơi tầm 30-31 và tiếng nó sẽ đẹp. Còn mặc định các cục công suất đây em đã vặn kịch hết rồi thì anh không phải lo sợ nó bị vượt ngưỡng, nó gây ảnh hưởng đến thiết bị của mình. Music, music cộng chưa rồi. Ok, mic đây, effect đây là cái độ vang, vang nhiều vang ít nó sẽ nằm ở đây. Còn các chế độ của anh nó nằm ở đây này, đây nhá, anh bật lên. Nó chỉ là chế độ phát biểu. Đấy, phát biểu như vậy em bảo anh ấy, nó không có van nhạc nhiều nữa. Phát biểu không, sang chế độ 3 là chế độ anh nghe. Đấy, anh nghe thì em có lên cho. Đây, M1, M2, M3, anh nghe thì check của cái nhạc anh nghe nhá. Nghe là tươi nhạc của tôi ở đây.